các bạn đến tin nhanh 24/7. Ducati 959, Banigale Cos 2.9, phiên bản đặc biệt mang nhiều màu sắc, Motosubi có mức giá bán 550 triệu đồng. Ducati vừa công bố mô hình mới cho Ducati Banigale 959 Cos 2.9 với màu sắc đặc biệt, phong cách Motosubi, cái màu trắng đỏ đi kèm cùng cái dạng ống sạc kép Anubis Titanium, với mức giá bán chính thức ở thị trường Thái Lan rơi vào khoảng 779.000 bạc, tương ứng 550 triệu đồng nam. Trang bị cho hệ thống treo trước là Upsdown Holin NX 30 Titanium Nitron 43mm có thể điều chỉnh được, và ở phía sau là Monoshock Holin TX 36 tùy chỉnh. Ducati Banigale 959 Cos 2.9 được trang bị động cơ từ là 959 tiêu chuẩn, động cơ Austin Super Quattro, dung tích 955 cc, công suất 150 hp, cùng mô men sắc đại 102 Nm. Trọng lượng thân xe của Ducati Banigale 959 Cos 2.9 nặng 197,5 kg, nhẹ hơn 2,5 kg nhờ vào cái dàn ống xả titanium, và mức giá bán chính thức ở làng rơi khoảng 779.000 bạc, tương đương 550 triệu đồng nam. Winner 110 độ cực chất gây tê người của một biker trẻ miền Tây. Honda Winner 110 đang dần phát triển mạnh về doanh số lẫn các loại lúp. Các biker không ngừng tìm cách để nâng cấp cái chiến mã của mình, để thể hiện những cá tính riêng cũng như tăng hiệu sức hoạt động của xe. Và dưới đây là một em Winner 90 đội kiển đến từ Baker Bạc Liêu đã được trang bị vài món đồ chơi chỉnh chất, mời các chết cùng xem. Xem qua tổng thể thì con chiến mã phát cho mình bộ áo mang cái màu xe tét đầy sang trọng, mạnh mẽ. Đi kèm đó là những món đồ chơi kiển được gác lên xe với chủ đích làm kiển. Còn xét hiệu năng thì thực tế nó cũng tốt hơn rất nhiều so với cái phần zin. Ở góc này thấy được cái ta thắng đồ chơi cái mẫu là CRC, có cấu tạo là từ nhôm CC. Phía trước mặt nạ được trang bị cái biển số Titan phong cách là Indo. Hai cây phía yếm bẩn ở trước được gắn LED giờ sáng LX giúp cải thiện ánh sáng tốt hơn. Cụ thể nó sẽ phát huy cái tác dụng thực thụ ở nơi thiếu sáng. Hệ thống bên trước được nâng cấp rất là mạnh mẽ với đĩa phay kiểu là Kawa sắc ngàn, kết hợp với heo Nissin đồ chơi chính hãng của Thái Lan. Để gắn hoàn chỉnh cái mẫu heo này bắt buộc phải gia công phát nhôm xì chạy từ máy cho chính xác cực cao. Toàn bộ chi tiết đều bắt ốc và cố định bằng ốc rô ti, cấu tạo là titanium cứng và siêu nhẹ. Chủ nhân cũng đã trang bị cái thùng giữa CV tích hợp ổ khóa, cũng rất là tiện ích bởi nó chứa được rất nhiều đồ cũng tiện ích hơn. Ưu điểm là chống mưa cũng rất tốt, và phía dưới thấy được lốc máy được tạo điểm nhấn sang trọng với ốc âm lửa titan, cái mẫu là Sarja cực đẹp. Hệ thống giảm sau từ cái hãng Prattel đi kèm cái bình dầu rời. Mẫu phụ này có lò xo và bình dầu ốc ánh cái sắc vàng, kích thước là tuy lớn hơn zin nhưng mang lại cái sự cứng cáp. Thực tế thì mẫu phụ này cho đội nhún nhảy cũng hợp lý trong mọi loại hình, mang lại cái sự êm ái nhất định cho xe. Bên cạnh đó ta còn thấy được cặp zin được thay thế bằng cái gấp nhôm xì, gia công từ máy cho độ chính xác cực cao. Việc chơi gấp nhôm sẽ tăng thêm cái độ kiển cho xe, cho trọng lượng xe cũng nhẹ, thế nhưng khi chạy độ cao là không biết có xảy ra hiện tượng sàn lắc hay không. Cái bình dầu sau thắng sau thương hiệu của AM đi kèm cái ống dầu trong suốt màu đỏ. Ống sạc Prattel sẽ ra cho thứ âm thanh tê tái điện lực. Cái mẫu nó cũng tự như dành cho phiên bản Sonic. Bản độ đầy hấp dẫn của một biker đến từ cái miền sông nước Bạc Liêu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.